Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ bảy ngày 11 tháng 5 năm 2019. Trong chương trình thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, kiểm tra tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Cầu Kè. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm tổ chức gặp gỡ định kỳ tháng 5 với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trang địa phương cho đài truyền thanh huyện Cầu Kè và huyện Trà Cú thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều hôm qua ngày 10 tháng 5, đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh đã đến kiểm tra tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Cầu Kè. Báo cáo giai đoạn về kết quả thực hiện các tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng huyện, xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Cầu Kè Ông Nguyễn Hoàng Khải Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng huyện xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Cầu Kè, được nhân dân đồng tình ủng hộ, có 100% hộ gia đình đăng ký gia đình nông thôn mới. Qua đó có gần 26.000 gia đình được công nhận gia đình văn hóa nông thôn mới đạt trên 85%. Đến nay có 5 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí đang chuẩn bị công nhận xã nông thôn mới là xã Châu Điền và Phong Phú, còn lại các xã Hòa Ân, Phong Thạnh và Hòa Tân đạt 16 trên 19 tiêu chí trở lên. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Khải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè cũng cho biết, trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn lại trên địa bàn huyện còn gặp một số khó khăn dưới mắt, chủ yếu là các tiêu chí về trường học, giao thông, văn hóa và môi trường. Về thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay huyện Cầu Kè đạt 6 trên 9 tiêu chí, còn lại các tiêu chí về quy hoạch giao thông và y tế văn hóa giáo dục thì theo ông Nguyễn Hoàng Khải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, để hoàn thành các tiêu chí này, Hiện nay, Ban chỉ đạo quyện đang phối hợp cùng các sở ngành, triển khai lập kế hoạch phân bổ ngân sách kịp thời, phấn đấu trong năm 2019. Quyện Cầu Kè có 100% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí quyện nông thôn mới. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Trần Trí Dũng đánh giá cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cầu Kè, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi bộ mặt đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện Cầu Kè tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã được, đồng thời tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất để nhanh tốc độ chuyển dịch kinh tế nông nghiệp cần tập trung đẩy mạnh cơ cấu tỷ trọng thủy sản trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp triển khai mở rộng mô hình kinh tế sản xuất phù hợp với thế mạnh của từng dùng kêu gọi đầu tư giải quyết việc làm cho người lao động nâng cao đời sống cho nhân dân đặc biệt trong vùng đồng bào khmer để hoàn thành các tiêu chí xây dựng quyện xã nông thôn mới, Bí thư tỉnh ủy Trần Trí Dũng cũng đã chỉ đạo các hệ thống chính trị trên địa bàn quyện cùng tham gia tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức cho người dân, cùng tham gia trở thành phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều hình thức đóng góp phục vụ tốt các công trình giao thông, thủy lợi vì lợi chung của cộng đồng. Trong quá trình thực hiện, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng nhắc nhở người cán bộ đảng viên, người đứng đầu cần nêu gương tiêu biểu, đi đầu để người dân làm theo, đồng thời nhân rộng mô hình hay điển hình tốt trong quá trình thực hiện. Song song đó, địa phương cần tập trung tăng cường sự lãnh đạo của đảng, xây dựng các công trình giao thông, cải thiện môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, Bí thư tỉnh ủy Trần Trí Dũng cũng chỉ đạo các sở ngành liên quan đến những tiêu chí chưa hoàn thành tiếp tục phối hợp với địa phương rà soát, theo dõi tháo gỡ những khó khăn dưới mắt, giúp huyện cầu kè hoàn thành mục tiêu đề ra năm 2019, có 100% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Sáng nay ngày 11 tháng 5 tại nhà khách trung tâm hội nghị tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh đồng văn lâm tổ chức gặp gỡ định kỳ tháng 5 với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong lần gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ này, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng văn lâm đã tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắt mà một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phản ánh. Cụ thể, đối với vấn đề mà doanh nghiệp tiên dân Quyển Tuyền ở xã Lương Quả A, huyện Châu Thành phản ánh việc hướng dẫn thực hiện các quy trình trồng chéo giữa sở công thương tỉnh với cục quản lý thị trường trên lĩnh vực kinh doanh cây xăng Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh giao Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh cùng phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh mời các ngành có liên quan gồm Công thương và Tài nguyên Môi trường để giải quyết tháo gỡ cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phối hợp với các ngành, các địa phương trong tuần sau cần giải quyết trước mắt đối với vấn đề đã được cấp giấy chứng nhận kinh doanh nhưng chưa được chuyển mục đích từ sử dụng đất lúa sang đất dự án khác để xây dựng trạm xăng mà đại diện công ty cổ phần xuất nhập khẩu sản xuất thương mại dầu khí Petrolai ở phường 9, thành phố Trà Vinh phản ánh. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồng Văn Lâm còn gặp gỡ trao đổi với đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch sinh thái biển Ba Động ở xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải về vấn đề đất đai và đầu tư dự án phát triển du lịch ở khu vực Ba Động. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao Ban quản lý khu kinh tế tỉnh trong tuần sau mời các bên có liên quan đến làm việc để thống nhất phương án giải quyết, và không ép bên nào nếu có khó khăn vướng mắt thì kịp thời báo quỹ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Thị quỹ Duyên Hải vừa phối hợp với trường chính trị tỉnh Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý. Đến dự có tiến sĩ Phạm Quốc thế hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Trà Vinh. Lớp học được tổ chức trong thời gian 3 ngày, các học viên được tiếp thu 6 chuyên đề như những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin và nhận thức về chủ nghĩa xã hội, con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động đối với Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên và phương pháp công tác và yêu cầu về phẩm chất trình độ năng lực, kỹ năng công tác của người đứng đầu. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ lãnh đạo quản lý có thêm kiến thức cơ bản nhằm vận dụng thực tế có hiệu quả trong cơ quan, đơn vị mình. Ngày 10 tháng 5, Liên minh hợp tác xã tỉnh Trà Vinh tổ chức hội thảo góp ý xây dựng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác hợp tác xã tỉnh giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, tham dự có trên 50 đại biểu là lãnh đạo quý ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và hợp tác xã đang hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp trong tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến cho bản dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 với những nội dung trọng tâm gồm các chỉ tiêu phát triển hợp tác xã mới cho từng địa phương, doanh thu, thu nhập của hợp tác xã và thành viên, thảo luận ba nhiệm vụ giải pháp liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động, tham gia hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, khâu đột phá để cơ cấu lại nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân tại 85 xã trên địa bàn toàn tỉnh đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo quản lý hợp tác xã và thành viên hợp tác xã. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2017-2020. Mục tiêu cụ thể mà kế hoạch hướng đến là phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân của thành viên người lao động hợp tác xã từ 55 đến 60 triệu đồng một năm giai đoạn 2019-2020 và đạt mức 75 đến 80 triệu đồng một năm vào giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 201 hợp tác xã, trong đó có 137 hợp tác xã nông nghiệp. Cụ thể là tập trung nhóm sản phẩm nông nghiệp được quy hoạch sản xuất chủ lực của tỉnh là lúa gạo, thủy sản, cây trái, rau màu xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất lúa theo công nghệ vi sinh hữu cơ vi sinh có quy mô 500 hecta đạt tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ gắn giới chuỗi tiêu thụ sản phẩm tại các huyện tiểu cần, trà cú, cầu kè, càng long, cầu ngang và châu thành tổng công ty điện lực miền nam sẽ bố trí vốn trên 400 tỷ đồng để đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh trà vinh trong năm 2019 đó là con số vừa được lãnh đạo công ty Điện lực Trà Vinh cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh. Theo công ty Điện lực Trà Vinh, đây là năm Trà Vinh được tổng công ty Điện lực miền Nam bố trí vốn cao nhất để phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh. Với nguồn vốn này, tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ dành 325 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 4 công trình lưới điện 110 kV, gồm công trình trạm 110 kV Trà Cú và đường dây 110 kV cầu kè Trà Cú Duyên Hải, có chiều dài gần 50 km, công trình dây dẫn đường dây 110 kV Dũng Liêm Trà Vinh 2 và cải tạo trạm biến áp 110 kV Trà Vinh và dành 57 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 16 công trình lưới điện 22 kV trên địa bàn 7 huyện thị và thành phố trong tỉnh. Ngoài ra trong năm nay công ty điện lực Trà Vinh còn đưa vào sửa chữa lớn 9 công trình lưới điện với tổng nguồn vốn khoảng 22 tỷ đồng. Theo công ty điện lực Trà Vinh, sau khi các công trình lưới điện này được xây dựng hoàn thành, đóng điện đưa vào vận hành sẽ tăng cường nguồn công suất điện, đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng phụ tải và tăng độ tin cậy cung cấp điện an toàn, ổn định. Mở rộng được phạm vi cung cấp điện, giảm tổn thất nguồn điện và nâng cao được chất lượng điện năng, phục vụ đời sống nhân dân trong tỉnh. Ngày 10 tháng 5 tại công ty cổ phần thủy sản Cửu Long, Hội đồng an toàn vệ sinh lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức phát động hưởng ứng tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động năm 2019 phát biểu tại buổi phát động, ông Dương Quang Ngọc, phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh trà vinh đã nhấn mạnh an toàn vệ sinh lao động là một trong những điều kiện quan trọng thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội. Chính vì vậy, để tạo nền tảng vững chắc, thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động và thúc đẩy cải thiện điều kiện lao động, ông Dương Quang Ngọc đề nghị ban giám đốc công ty cổ phần thủy sản cổ long cần đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp đồng thời thực hiện tốt cơ chế khen thưởng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, công ty cổ phần thủy sản Cửu Long cũng cần kiện toàn bộ máy làm công tác an toàn vệ sinh lao động, tăng cường kiểm tra giám sát và đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng trang thiết bị đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, công ty cần thường xuyên tổ chức đánh giá các nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc, ưu tiên các hoạt động cảnh báo phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho người lao động, hướng tới việc xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động sản xuất. Được biết, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay được tổ chức từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 với chủ đề tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Trong đó, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Trà Vinh sẽ chọn công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Gia Mỹ Phong, Quỳ Tiểu Cần, công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Hồng Diệt, Trà Vinh, chi nhánh 1, công ty trách nhiệm hữu hạn Đế Dương, công ty trách nhiệm hữu hạn Z và H Vina, công ty cổ phần thủy sản Cửu Long, để tổ chức các buổi lễ phát động hưởng ứng đại diện cho các đơn vị doanh nghiệp tại địa phương. Qua đây, nhằm thu hút được sự quan tâm và nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động về vai trò và sự cần thiết của an toàn vệ sinh lao động, từ đó cùng chúng ta hành động bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất. Chương trình thời sự tối của Đại truyền hình Trà Vinh hôm nay đến đây xin được kết thúc chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin buổi sáng ngày mai còn ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình trang địa phương do đài truyền thanh quyện cầu kè và quyện trà cú thực hiện Như phóng viên trang địa phương do Đài truyền thanh quyền Cầu Kè và Đài truyền thanh quyền Trà Cố thực hiện. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Phong Phú quyền Cầu Kè cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và xã đang hoàn tất các thủ tục để đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã nông thôn mới trong tháng năm nay. Phản ánh sau đây của Đài truyền thanh quyền Cầu Kè. Giới lại những năm trước đây, Phong Phú còn là một xã nghèo nằm trong chương trình một ba năm của chính phủ cơ sở hạ tầng đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ chính quyền xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân giúp mọi người thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới để đồng thuận hưởng ứng tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất, cây màu để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Kết quả qua 8 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, Phong Phú đã quy động được gần 100 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình cầu, đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, trường học, nhà văn hóa. Đặc biệt về giao thông, xã đã quy động gần 13 tỷ đồng để đầu tư xây dựng chiều tuyến đường giao thông trọng điểm đưa vào sử dụng đã và đang phát huy hiệu quả. Tính đến nay, ngoài tuyến đường đến trung tâm xã, 100% đường trục ấp liên ấp được nhiều quá, bê tông quá, có trên 55% đường gõ xóm, trục chính nội đồng được cứng quá, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Hồi trước thì đường đi này cũng khó dữ lắm, bị đường đi là sình không rồi khó đi dữ lắm và đâu có ngờ được là xã Phong Phu mình là lên nông thôn mới này thì làm được cái đường này rất là mừng. Nhà dân dân ta cũng dễ đi, dân chuyện này cũng khỏe rồi con cháu đi học cũng mừng dữ lắm có đường đi này. Bên cạnh đó, hệ thống kênh thủy lợi nội đồng cũng được xã quan tâm đầu tư nạo vét, nâng cấp mở rộng nhằm giúp cho người dân chủ động được nguồn nước phục vụ sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, xã cũng vừa được đầu tư triển khai thi công xây dựng công trình hệ thống kênh thủy lợi khép kín phục vụ cánh đồng lớn ở ấp 3, xã Phong Phú, gồm một trạm bơm có công suất 650 m khối một giờ, một tuyến kênh bê tông nổi có chiều dài trên 1.000 m và chín tuyến kênh nhánh có tổng chiều dài gần 1.500 m tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 3,5 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành tuyến cơ này sẽ đảm bảo nguồn nước ngọt cho 50 hecta diện tích sản xuất lúa chất lượng cao. Đặc biệt là đã làm cho nông dân con kinh bê tông này là làm kinh bê tông này đã, đã là giúp cho dân tưới tiêu dễ dàng và thoát nước dễ dàng. Nó từ đó là giảm chi phí bơm tác lại nông dân có lợi nhuận rất là cao. Đời sống nông dân phát triển lên. Theo lãnh đạo xã Phong Phú, ngoài hai tiêu chí trên, thì việc thực hiện tiêu chí tăng thu nhập là một trong những tiêu chí khó. Vì vậy, xã Phong Phú xác định việc nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, là mục tiêu xuyên suốt của quá trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó, xã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng chật nuôi, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, vận động bà con nông dân tham gia vào các loại hình hợp tác sản xuất, hợp tác xã, hình thành cánh đồng lớn, sản xuất lúa chất lượng cao gắn với bảo vệ môi trường. Ngoài ra còn khuyến khích người dân phát triển mở rộng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, giải quyết việc làm ổn định cho lao động chàng trọi ở nông thôn. Nhờ vậy mà đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,32%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng một người một năm và có gần 90% hộ xây dựng được nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng. Đến nay thì xã Hồng Phú chúng tôi đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, và đã hoàn thành các hồ sơ thủ tục để gửi về trên thẩm định à, kiểm tra công nhận. Tuy nhiên vẫn còn một số tiêu chí chúng tôi đạt chất lượng chưa cao, điển hình như là tiêu chí 17 về môi trường. thì hiện nay trên các cái tuyến đường chúng tôi chưa cái qua kiểm cũng tôi chưa có đạt và vệ sinh môi trường thì chúng tôi tiếp tục vận động à, bà con để thu gom rác à, thải cũng như trồng qua kiển trên các cái tuyến đường để xây dựng tuyến đường qua và trên quốc lộ thì chúng tôi hiện nay vẫn chưa có đèn đường thì chúng tôi tiếp tục đi vận động cán bộ đảng viên và bà con để đóng góp để xây dựng cái đèn đường trên quốc lộ để trong cái tháng 5 2019 thì tỉnh xuống công nhận là xã đạt xã nông thôn mới. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tin rằng xã Phong Phú sẽ chỉ đích xây dựng nông thôn mới đúng kế hoạch đề ra để không cần nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần cho người dân địa phương. Thưa quý vị và các bạn, qua 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trà cố đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể cá nhân tiêu biểu cần được nhân trọng. Đây là mô hình học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh của Ban chấp hành đoàn Thanh niên Công an huyện Trà Cú về việc hỗ trợ bữa ăn sáng cho các em học sinh. Theo đánh giá của lãnh đạo Công an huyện Trà Cú, đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực với mục đích là giúp các em có được một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng nhằm góp phần đảm bảo sức khỏe cho các em có điều kiện học tập tốt. Để thực hiện có hiệu quả mô hình này, chi đoàn thanh niên công an huyện Trà Cú chọn trường tiểu học Ngãi Xuyên A làm điểm để cấp cháo miễn phí cho học sinh vào sáng thứ hai đầu tuần. Qua công tác đó thì chúng tôi vừa là phát cháo cho các em nhân dịp sáng thứ hai hàng tuần. Bên cạnh đó chúng tôi cũng lồng ghép xin ban giám hiệu nhà trường lồng ghép về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong tập thể giáo viên nhà trường lựa chọn cái đề tài, lựa chọn cái à, nội dung phù hợp để mà phổ biến về pháp luật cho các em học sinh cấp tiểu học để tạo cho các em à, có một cái kỹ năng sống là chấp hành đúng pháp luật sau này. Thì à, bên cạnh đó thì ban chấp hành đoàn là cũng à, à, liên hệ với ban giám hiệu nhà trường là lựa chọn các em học sinh để chúng tôi là ngoài việc phát cháu ra thì chúng tôi còn là nhận đỡ đầu các em trong cái, cái suốt năm học này. Còn đây là mô hình giữ gìn an ninh trật tự xã hội của công an xã Thanh Sơn. Mà người đi đầu thực hiện mô hình này là ông Kim Ngọc Rĩnh, hiện là công an viên của xã Thanh Sơn. Nhiều người dân ở đây cho biết, với hình ảnh chiếc xe gắn máy được gắn các thiết bị âm thanh dông rủi trên các đường làng ngõ xóm đã trở nên quen thuộc với họ. Vì nhờ có tiếng loa này đã góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân trong việc phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, giúp thành thiếu niên hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật để ổn định an ninh trật tự xã hội ở địa phương đo tuyên truyền tiếng lo này hôm đó tới giờ cũng được nhân chúng trong ấp lại chấp hành đều tiếng của tiếng lo của cán bộ xã và cán bộ địa phương cũng, cũng chấp hành tốt và một cái nữa là cũng không có, không có tội phạm gì mấy ra cũng rất yên ổn Mô hình tiếng loa an ninh của công an viên Kim Ngọc Rỉnh đến nay đã thực hiện hơn 636 giờ phát thanh trên trạm truyền thanh xã, đã tạo được niềm tin cho người dân địa phương, nhất là đối với người dân tộc Khmer. Tôi thấy như vậy là người dân am hiểu về pháp luật còn hạn chế. Đa phần người dân ở đây là người dân tộc Khmer, cho nên là tôi mới nghĩ ra tìm biện pháp nào đó, phương pháp nào đó để đưa pháp luật vào cuộc sống của người dân. Thì lúc đó tôi mới nghĩ ra là ý tưởng sáng tạo ra cái mô hình tiên loa an ninh. Những mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nêu trên đã và đang được nhân rộng trên địa bàn toàn quyện. Vì đây là những mô hình thể hiện được tinh thần cao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, trang địa phương do Đài truyền thanh Cầu Kè và Đài truyền thanh Trà Cú thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.